Tập 30. Sau khi An Nhi của ta đi, chỉ còn lại một mình ta, cho nên ở đâu cũng như nhau cả thôi. Bà hay nhớ cậu ấy không? Nhớ chứ, ngày nào cũng nhớ. Bây giờ nó mập hay ốm, bây giờ nó đang cười hay đang tức giận đây, ngày nào ta cũng nghĩ tới những chuyện này mới cảm thấy có chút hứng thú. Ta hiểu chứ, mẫu thân mà. Đúng rồi, ta còn chút gì ở trong phòng, ta xin cáo từ nha. Đợi đã. Tôi cô nương, ta cho cô xem một thứ. Không cần đâu, thật ra võ phu nhân. Tôi cô nương, cô nhất định phải xem. Xem, ta xem. Cô xem, vàng bạc ngọc ngà, lụa là gấm vóc, bình phong sơn thủy, hương nến gương lược, ta đều đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, đều là do đích thân ta chuẩn bị đó. Cô nhìn xem có thích hay không. Sau hôn lễ cô phải đổi xưng hô, gọi ta là mẹ đó. Võ phu nhân à, con trai của bà đã chết rồi. Thật ra thì bà có buồn, có đau lòng hơn nữa thì Hạ Lan Quân. Hạ Lan Quân. Hạ Lan Quân ơi, làm gì vậy? Hạ Lan Quân. Hả? Không được, chúng ta phải chạy. Đi mau đâu? Đi mau chạy đi mà. Trời, Lương Y, cô làm gì vậy? Liên Y, Liên Y, ngươi ồn ào cái gì? Không được làm phiền An Nhi của ta. Võ phu nhân, ta nói ngươi không được làm ồn. Phu nhân à, bà đừng kích động mà. Từng đường tử thì phải thật xinh đẹp chứ. Mỹ Hương. Hạ Lan Quân. Phải đó, Hạ Lan đại nhân là người rất thông minh, ta làm sao có thể không chuẩn bị gì được chứ. Bà điên thật rồi, rốt cuộc là bà muốn làm gì đây? Liên Y, sao cô có thể xưng hô với ta như vậy? Thật không có phép tắc gì. Dù sao Hạ Lan Quân cũng không ngó ngàng tới cô, cô không cần phải theo hắn nữa. Chẳng có để ý ta hay không, không liên quan gì tới bà hết. Từ đầu chí cuối, những lời cô nói hắn đều chưa từng tin tưởng, ngay cả sự tin tưởng cơ bản cũng không có, làm sao có thể nói chuyện yêu đương đây? Thì ra tất cả những chuyện này đều do một tay bà sắp đặt hết. Đúng vậy, ngươi cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao? Nếu vậy bộ hỷ phục và hoa giấy trong phòng. Hỷ phục là do ta tự tay may, hoa giấy là ta tự tay gấp. Sau đó ta lặng lẽ để vào phòng của cô ấy. Đây là nhà của ta, mỗi một cành cây ngọn cỏ ở đây ta đều quen thuộc hơn các ngươi. Cho dù ngươi có khóa cửa, ta cũng có chìa khóa y hệt để mở ra. Là bà kêu tỳ nữ bịa chuyện sao? Phải. Không phải quá rõ ràng rồi sao? Vậy còn viên ngói đột ngột rớt xuống, đó đương nhiên đều là sắp đặt của ta. Và đêm hôm đó người nhốt ta ở trong phòng chính là? Đương nhiên rồi, đều do ta làm hết.
Người đoán không ra tại sao ta làm như vậy, có đúng không? Người không biết, sau khi An Nhi ra đi, trong lòng của ta đau đớn nhường nào. Chuyện này không liên quan gì tới bọn ta hết. Ngươi không được làm ồn, không được làm phiền An Nhi của ta. Năm đó nó chỉ mới biết đi, nắm lấy vạt áo của ta, cẩn thận đi từng bước, vấp ngã cũng không khóc, được cho đồ ăn ngon. Nó luôn giơ tay rất cao, nhất nhất bắt ta thử trước. Phụ thân đó thì luôn không ở nhà, ta ngày nào cũng khóc. Nhiều lần nó nói với ta, mẫu thân, cả đời này con sẽ không rời xa người. Sau này khi nó trưởng thành rồi, đọc sách, bắn cung cưỡi ngựa, làm gì cũng đứng thứ nhất, thông minh, nó do nhã, hiếu thảo. Mỗi khi ta nhìn thấy nó, lòng ta luôn cảm thấy tự hào biết bao. Đó là con trai của ta. Ta chưa từng làm một việc gì xấu, tại sao ông trời lại không thương xót ta? Tại sao lại cướp đi con trai của ta chứ? Phu nhân à, ta thật sự rất hiểu tâm trạng của bà lúc này. Không, cô không hiểu được, ai cũng không thể hiểu được. Tất cả mọi người đều nói ta đã điên rồi, nói ta nuôi thuộc sĩ trong nhà, suốt ngày âm dương quái khí. Ngay cả phu quân ta cũng nói như vậy. Cho nên ông ta đã nuôi mỹ thiếp, xem múa hát hưởng thụ mọi thứ nhân gian, hoàn toàn quên đi An Nhi của ta. Nhưng mà ta không bận tâm, ai thích nói gì thì nói, ta đều không bận tâm. Bọn họ nói An Nhi đã đi rồi, nhưng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, hơi thở của nó, nụ cười của nó. Chỉ cần ta nhắm mắt lại, nó sẽ dựa đầu vào đầu gối của ta, gọi ta một câu mẫu thân. Có phải bà điên rồi không? Người đã chết rồi sao bà cứ nhớ mãi không quên vậy? Tất cả mọi người đều nói ta phải quên đi, nhưng mà đó là con trai của ta, ta làm sao có thể quên cốt nhục của ta chứ? Điên sao? Cả người mới là người điên. Võ phu nhân, không ai bắt bà phải quên đi đại công tử hết, chỉ là mọi người hy vọng bà có thể quên đi đau khổ. Và gì không phải sự đau khổ của ta, đó là hy vọng duy nhất của ta. Chỉ cần nhắm mắt lại là ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của An Nhi. Nếu như nó còn sống tới bây giờ thì đã sớm lập thê tử rồi. Nó bây giờ chắc rất cô đơn. Tôi cô nương, tôi cô nương, coi như ta cầu xin cô giúp đỡ ta đi, chỉ có cô mới có thể thôi. Chuyện gì khác ta cũng có thể giúp bà, nhưng mà chuyện này thật sự là không được mà. Hôm đó khi cô vừa bước vào đây, những cái chuông đó liền kêu lên, đó là An Nhi đang nói với ta, nó rất thích cô. Đó đều là ảo giác của bà thôi. Người câm miệng đi. Bà làm như vậy bà sẽ hối hận đó. Ở đây không có chỗ cho người nói. Con trai của bà đã chết rồi. Người câm miệng cho ta. Như vậy yên tĩnh hơn rồi đó. Tôn cô nương, cô vẫn chưa trả lời ta đó. Võ phu nhân, cho dù là ta chết là ma rồi, ta cũng sẽ không lấy con trai của bà đâu. Nói như vậy là cô không cam tâm tình nguyện rồi. Hay là để ta giết hắn? Đừng mà. Võ phu nhân, ta cầu xin bà đừng làm hại chàng ấy mà. Nha đầu ngốc, trong tim của hắn mấy chai lọ đó còn quan trọng hơn cả cô. Nhưng mà ta không bận tâm. Chàng không quan tâm ta nhiều, chàng rất ích kỷ, miệng thì nói lời xấu, nhưng mà cho dù thế gian này
chàng là kẻ bị mọi người ghét nhất. Nhưng mà ta vẫn thích chàng. Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng, ta đã thích chàng rồi. Nhưng ta biết thân phận của bọn ta quá khác nhau, ta hoàn toàn không có cơ hội này. Sau này chàng đã thất thế rồi, trong lòng ta rất vui, bởi vì cuối cùng ta cũng có được chàng rồi. Ta có thể đem mọi thứ của ta ra giúp đỡ cho chàng, đồng hành cùng với chàng. Những lúc chế thuốc, chàng đều tập trung tinh thần, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ta. Nhưng mà không sao hết, chỉ cần lặng lẽ nhìn chàng là ta đã thấy vui lắm rồi. Cho dù chàng vì không muốn thành thân với ta, lần nào cũng tìm cách làm khó ta hết, ta cũng không trách chàng, bởi vì chàng cuối cùng cũng cho ta hy vọng. Cô nói cái gì? Có lẽ chàng không yêu ta nhiều như ta đã yêu chàng, nhưng ta đã cảm nhận được niềm vui khi yêu một người là gì. Tình yêu vô vọng như vậy, số cuộc có gì đáng để lưu luyến? Tình nam nhân này vốn dĩ ta yêu Hạ Lan Quân, không cần biết chàng có yêu ta không, nhưng mà ta vẫn yêu chàng. Ta yêu chàng không phải chỉ muốn có hạnh phúc khi yêu chàng, mà đối với ta, chỉ cần được mỗi ngày nhìn chàng sống tốt, ta có thể ở bên cạnh chàng cả đời, lặng lẽ tới bên chàng ngắm nhìn chàng. Ta đã cảm thấy trên thế gian này đó là hạnh phúc lớn nhất rồi. Đủ rồi, ta không muốn nghe những lời đáng cười của cô nữa. Nếu cô không đồng ý, ta sẽ tiễn hắn ta đi gặp Diêm Vương. Đừng mà, đừng, đừng mà. Võ phu nhân, ta cầu xin bà tha cho bọn ta đi. Ta cầu xin bà. Cô có đồng ý hay không? Nếu cô không đồng ý, ta đồng ý. Ta đồng ý, ta đồng ý với bà mà. Chỉ cần bà thả chàng ra thì chuyện gì ta cũng đồng ý hết. Đang gì, coi như là có một tân nương tử cam tâm tình nguyện rồi. Con dâu ngoan, mau đi thay hỷ phục đi, An Di đợi lâu rồi. Chàng hãy sống thật tốt. Trời ơi, đằng trước có chuyện gì vậy? Chuyện này mà huynh cũng không biết. Giả cho người biết sao? Chết sao? Không, chuyện này mà huynh không biết hả? Giả cho người thương quá đi. Thật sự có chuyện này luôn hả? Quá. Giả từ quá nhớ. Đáng là bình thường. Giả cho người chết sao? Người chết vậy? Ta mới nghe lần đó lại làm như vậy. Chết luôn hả? Kỳ lạ. Tốt cô nương. Tốt cô nương. Tốt cô nương. Kiều Thư Vũ, ngươi đang làm gì vậy? Bùi đại nhân, ta đi tìm khắp nơi cũng không thấy Tô cô nương đâu hết. Hạ Lan Quân đâu? Ta không biết, ngài ấy cũng mất tích à? Không phải là hắn sợ thua ta nên đã chạy rồi chứ? Không, không phải đâu. Sao ngươi chắc chắn như vậy? Ta đã hỏi qua người gác cổng, sáng nay đều không thấy họ ra ngoài. Vậy ý của ngươi là bọn họ vẫn ở trong phủ, chỉ là không thấy bóng dáng đâu thôi sao? Đúng là như vậy. Chuyện kỳ lạ không chỉ có mỗi chuyện này. Từ ba hôm trước, Tô cô nương toàn gặp phải những chuyện nguy hiểm mà thôi. Nguy hiểm? Ta luôn có cảm giác chuyện này có liên quan tới Võ phu nhân. Bà ấy luôn muốn tìm cho Võ Sùng An một cô nương để thành thân. Chẳng lẽ bà ấy đã nhắm trúng Tô Liên Y? Không thể nào, Tô Liên Y là người sống mà. Hay là... Không phải vậy chứ. Võ đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Sai người lại tới đây. Hạ Lan Quân mất tích rồi. Mất tích? Dạ đúng, hắn mất tích không thấy đâu nữa. Tên Hạ Lan Quân này, hôm qua hắn còn sai người mang thuốc tới, hiệu quả vô cùng. Ta còn định hậu đại hắn đàng hoàng nữa, nó biến mất là biến mất sao chứ? Xem ra chúng ta đoán không sai. Bộ Dương Thiên, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không còn thời gian giải thích nữa. Võ đại nhân, ngài mau theo bọn ta tới một nơi này đã. Đợi đã, đi đâu chứ? Để cứu người. Bộ Dương Thiên, bình thường ngươi và Hạ Lan Quân không ưa gì nhau, sao lúc này lại muốn giúp đỡ hắn vậy?
xem như ta trả ơn cho hắn. Võ đại nhân, Võ đại nhân. Hạ Lan Quân, Hạ Lan Quân. Chuyện này rốt cuộc là sao? Phu nhân đâu? Không liên quan tới ta đâu, không liên quan tới ta. Ta không biết gì hết, ta vừa mới tới thôi. Người chảy nhiều máu quá. Đã xảy ra chuyện gì? Đã có chuyện gì vậy? Võ phu nhân. Võ phu nhân. Võ phu nhân. Rốt cuộc là chuyện gì? Võ phu nhân. Hả? Võ phu nhân đâu? Ở biệt viện. Biệt viện? Dạ. Phu nhân nói tất cả các nghi thức đều phải tổ chức thật long trọng. Kiệu rước tân nương phải rước một vòng quanh thành. Người nói cái gì? Điên rồi. Bà nhất định là điên rồi. Người đâu? Triệu tập binh mã lập tức tới biệt viện ngăn cản. Dạ. Phu nhân lại. Võ đại nhân, chỉ bằng sức của chúng ta sợ rằng không thể ngăn cản được. Nếu như vậy hãy gọi xung lãnh đi cùng. Đi thôi. Hằng Nhi, người đâu? Đã chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong cả rồi. Mời tân nương xuống kiệu đi. Liên Nghi, Liên Nghi, Liên Nghi. Hạ Lan Quân, Hạ Lan Quân, từ từ thôi. Liên Nghi. Hạ Lan Quân, Hạ Lan Quân. Người... các người tới đây làm gì? Phu nhân, đã làm gì vậy? Đương nhiên là cưới thê tử cho An Di của ta rồi. Nàng đi đủ chưa? Hả? Mau thả người ra nhanh lên. Thả người? Dựa vào cái gì? Nếu chàng có thời gian, ôm lấy mỹ nữ của chàng mà hưởng lạc đi. Bọn ta không cần chàng đâu. Phu nhân, nàng bắt đầu làm lộ từ khi nào vậy? Người đâu? Đưa phu nhân về phủ cho ta. Ai dám lại gần đây? Ai dám lại gần ta giết chết cô ta? Cẩm nương. Đều tại chàng. Tất cả chuyện này đều do chàng mà ra. Võ Tam Tư, ta trở nên như vậy, tất cả đều do chàng. Tất cả mọi chuyện đều do lỗi của chàng. Là lỗi của chàng. Ta sao? Phải. Nếu chàng không cho An Nhi ra xa trường, nó sẽ không chết. Nếu như chàng an ủi ta, ta đã không phải đau khổ như vậy. An Nhi là con của chúng ta. Vì nó, muốn ta làm gì ta cũng làm. Nhưng còn chàng thì sao? Nó chết chưa được mấy ngày, chàng lại nạp thêm mỹ thiếp. Phụ thân cái gì chứ? Không thể tha thứ. Không thể tha thứ mà. Cẩm nương, đều là lỗi của chàng. Đều do chàng. Tất cả đều do chàng mà ra. Ta đau khổ như vậy, chàng lại sống như tháng ngày vui vẻ, ôm ấp nữ nhân khác, cười khoái chí vui vẻ. Người đáng chết, đáng ra phải là chàng. Xin bà hãy bình tĩnh, phu nhân. Cẩm nương, ta cũng giống như nàng. Mỗi ngày, mỗi đêm đều nghĩ tới An Nhi. Chàng nói dối. Chàng nói dối. Ta không có. Thật ra trong lòng ta còn đau khổ hơn nàng nhiều. Nàng đừng quên rằng ta là người đưa An Nhi xuất chinh ra trận, nhưng ta lại không có khả năng để đưa nó về. Nàng hận ta thì ta càng hận bản thân mình nhiều hơn nữa. Mỗi lần nàng buông từng lời nói sỉ nhục ta, rồi mỗi lần nàng cất tiếng gọi tên con của mình, ta thật sự bị nàng ép tới gần như phát điên lên rồi. Cẩm nương,
Nàng còn nhớ không? Nếu quan tài của An Nhi được đóng lại, ta muốn nhìn mặt con lần cuối cùng. Nhưng mà nàng cũng không cho, còn đuổi ta ra ngoài. Năm giỗ đầu của An Nhi, ta cũng muốn đi cúng tế nó. Tâm trạng lúc đó của ta thực sự đau lòng tột độ. Chỉ cần nàng có thể chấp nhận chút ít lòng sám hối của ta, ta nhất định sẽ quỳ trước mặt của nàng, cầu xin nàng tha thứ. Nhưng mà nàng đã không làm vậy. Nàng cầm những vòng hoa đó, đánh thật mạnh vào mặt ta, rồi đuổi ta cút ra ngoài. Chàng trách ta sao? Chàng vẫn còn trách ta sao? Rõ ràng là do chàng. Bao nhiêu năm qua, tại sao ta phải liều mạng? Tại sao ta phải giành giật? Để nào nàng tưởng rằng ta chỉ vì ta thôi sao? Ta muốn vì nàng, vì An Nhi. Nhưng từ sau cái chết của An Nhi, trong lòng của nàng đã không còn chỗ cho ta nữa rồi. Nàng đối xử lạnh nhạt với ta, lại còn vô tình nữa. Chỉ là cái cớ, tất cả chỉ là cái cớ thôi. Cẩm nương, nàng biết tại sao ta phải lập thêm thiếp không hả? Không phải vì ta yêu cô ấy hơn, mà vì ta muốn những đau khổ mà nàng đã gây ra cho ta toàn bộ sẽ được hóa giải. Vì ta yêu nàng, ta yêu An Nhi, vì ta không muốn trở nên giống như nàng vậy, rồi có một ngày phải trầm luân ở dưới địa ngục. Phu nhân, bà thật lòng muốn gì đại công tử sao? Đương nhiên rồi. Không, không phải đâu. Người ngoài như ngươi thì hiểu cái gì? Phu nhân, bà chỉ muốn chìm đắm trong đau khổ mà thôi, không hề quan tâm tới cảm nhận của những người yêu thương bà. Đại công tử cũng qua đời rồi, bà lại dùng cái chết của cậu ấy để trừng phạt tất cả mọi người. Mỗi khi có người muốn dùng dãy thoát khỏi thì bà lại liều mạng với họ. Nếu như cả ta cũng quên An Nhi, nó sẽ đau khổ biết bao. Bà chỉ nhớ tới con trai đã mất của mình, vậy những người đang sống thì sao? Những người đang sống sao? Đúng, Tô Liên Y là một người còn sống. Bà lại bắt cô ta đi theo đại công tử, đó là giết người. Bà đã biến thành một kẻ sát nhân lạnh lùng vô tình. Tô Liên Y cũng có người cô ấy yêu, cũng có phụ mẫu. Bà suýt chút nữa đã hủy hoại cuộc đời cô ấy. Ta... còn có một người nữa, bà cần phải nói lời xin lỗi. Ai? Bà quên rằng bà vẫn còn một đứa con trai. Bà có để ý hay săn sóc cô ấy không? Lạc Nhi. Bà đừng gọi tên ta nữa, ta vốn không phải là con ruột của bà. Bao nhiêu năm qua, bà có quan tâm tới con trai của bà không vậy? Lạc Nhi từ trước tới giờ đều không gần gũi ta. Đó là điều bà tạo nên thôi. Cái chết của đại công tử làm bà sụp đổ, làm bà cảm thấy mình là một người bất hạnh nhất thế gian này. Bà muốn mọi người phải đau khổ giống như bà. Con người như vậy, ai dám lại gần chứ? Ta không làm được, ta không thể làm được. Trên thế gian này có biết bao nhiêu người bất hạnh, nhưng mỗi người họ đều có thể sống tốt. Phu nhân, chúng ta phải sống để nỗ lực theo đuổi hạnh phúc, sống để quên đi đau khổ. Có như vậy bà mới có thể sống vui vẻ. Nếu như bà chỉ dùng nỗi đau của mình để chê dò lên bản thân, chê dò người khác, bà sẽ mất đi càng nhiều thứ. Bà hãy nhìn lại con trai của mình đi. Bây giờ tới cả cậu ấy, bà cũng sắp đánh mất rồi. Sùng Lạ, Sùng Lạ. Mẫu thân, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Hạ Lan Quân, đều là lỗi của ta. Biến mất rồi. Tô Liên Y đã mất rồi. Nhất định là bà. Nè, bà bắt Liên Y đi đâu rồi? Bắt cổ đi đâu rồi? Rõ ràng cô ấy ở trong đó mà, sao có thể như vậy chứ? Công lễ, công lễ. Trời ơi, thật là náo gì đó. Đó thành thân với người sao lại náo gì chứ? Lần đầu mới nhìn thấy đó. Có chuyện gì vậy? Khói ở đâu ra nhiều chứ? Không cái gì vậy? Trời sao lại nhiều khói quá vậy? Khói đâu ra vậy? Khói ra vậy? Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Thật đó quá trời. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, đừng xem nữa. Đồng người khói quá trời kìa. Chạy đi, chạy đi. Khói nữa mau chạy đi. Lẽn đầu, lúc đẩy ở trên đường đã có người lén lút đổi kiệu sao? Ai có thể lén đổi kiệu được chứ?
Liên Nghi từ trước tới giờ đâu có kẻ thù nào. Cho dù cô ấy có kẻ thù cũng không thể biết trước được kế hoạch của võ phu nhân được. Là bà có đúng không? Là bà có đúng không? Có người đưa ta tiền, bảo ta nói với võ phu nhân, nói rằng đại công tử vô cùng cô đơn nên phải tìm một nàng dâu về để bầu bạn. Người nói cái gì? Là giả, tất cả đều là giả, vốn không hề có hồn ma nào hết. Ta cũng chỉ muốn kiếm cơm ăn thôi. Người thật là to gan. Ta cũng bị ép thôi mà. Là ai? Đó chính là vị quả sĩ. Quả sĩ? Là Kiều Thư Vũ. Hạ Lan Quân, Hạ Lan Quân. Đã đã. Ô trời. Tại sao ta lại ở đây chứ? Là huynh sao? Huynh tới cứu ta hả? Cô nói xem. Đa tạ nha. Chắc vẫn chưa hết thuốc. Cô không nên đi lại quá nhiều. Không được, Hạ Lan Quân chắc chắn đang đợi ta. Ta phải quay trở về. Không thể được. Cô không thể về được nữa. Tại sao chứ? Mà huynh hôm nay làm sao vậy? Nhìn huynh thật sự rất kỳ lạ. Bây giờ cô mới nhận ra à? Ta từ lúc bước vào võ gia chính là vì muốn giết chết bọn họ. Giết ai? Tất nhiên là bọn người võ gia. Tại sao chứ? 3 năm trước, con trai cả của Võ Tam Tư, Võ Sùng An chết. Võ phu nhân trong lúc đau khổ đã ra lệnh bắt 20 gia đình và tỳ nữ trong phủ tuẫn tán cùng. Muội muội của ta chính là chết như vậy. Đó là người thân duy nhất của ta mà. Muội muội của huynh nói gì muốn để cho ta đi tìm thầy giỏi để học vẽ, nên đã không tiếc thân mình vào nhà họ giỏi để làm tỳ nữ. Ta vốn muốn chờ tới khi có thành tựu, kiếm được thật nhiều tiền, sẽ chuộc nó trở về. Nhưng mà bây giờ nó chết rồi. Nó chết rồi. Cho nên huynh đã thâm nhập vào võ gia. Đúng. Ta đã lấy thân phận quả sĩ để vào võ gia, dùng tiền để mua chuộc thầy bói, mê hoặc phu nhân, để bà ta càng ngày càng căm hận Võ Tam Tư. Ta còn giả làm Võ Sùng An báo mộng, để bà ta tìm thê tử ma cho con trai. Quỳnh gì muốn báo thù, thật sự không từ thủ đoạn nào. Là võ gia có lỗi với ta trước mà. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì tới ta chứ? Ta không ngờ võ phu nhân lại chọn trúng cô. Đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Rõ ràng là Quỳnh biết mọi chuyện đều không liên quan gì tới ta. Ta vô tội. Quỳnh không nên lôi ta vào chuyện này. Không phải ta đã cứu cô rồi sao? Cứu ta? Ta không cần huynh cứu. Võ gia tuy tàn nhẫn, để cho muội muội huynh tuẫn tán là bọn họ không đúng. Nhưng mà còn huynh thì sao? Huynh đặt điều nói dối, cố ý làm cho phu thê bọn họ căm hận lẫn nhau. Ta chính là muốn để cho phu thê họ căm hận lẫn nhau, cùng nhau đi vào chỗ chết. Muộn rồi. Tất cả đều đã muộn rồi. Cái gì mà muộn rồi? Ta cố ý dụ Võ Tam Tư tới biệt viện, bây giờ bọn họ có lẽ đã bị thiêu thành tro bụi. Không thể nào. Hạ Lan Quân có lẽ cũng đã chết rồi. Không thể nào. Liên Y, cô đã giúp ta, ta rất cảm kích cô. Từ giờ về sau ta sẽ đưa cô cao chạy xa bay. Cô đừng bao giờ nhớ tới Hạ Lan Quân nữa. Hắn căn bản không hề yêu cô. Hạ Lan Quân chưa từng làm hại ngươi mà. Hắn đáng ra không phải chết. Ai bảo hắn đối xử với cô như vậy? Ta chỉ còn cách tiễn hắn một đoạn. Trời ơi, tất cả mọi người đều nói võ phu nhân bị điên, nhưng mà ta thấy người điên nhất chính là ngươi đó. Ta nói cho ngươi biết, nếu như Hạ Lan Quân chết rồi, ta dù chết cũng phải ở bên cạnh chàng ấy. Cô nói chúng ta là bạn tốt mà. Bạn tốt thì cả đời phải bên nhau chứ. Tôi nói cô biết, cô không thể nào đi đâu hết, chỉ có thể bên cạnh tôi mà thôi. Thả ta ra. Cô biết chưa? Kiều Thư Vũ, Kiều Thư Vũ, ngươi buông cổ ra. Hạ Lan Quân,
Ngươi buông cổ ra. Chuyện này không thể nào. Hạ Lan Quân. Cái gì mà không thể nào chứ? Ta biết nếu phát nổ, ngươi nhất định sẽ ở gần đây. Vì vậy ta đã dùng chó săn để tìm ngươi. Người của Võ Gia đâu? Võ Tam Tư đâu? Họ đều ổn hết. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Ta đã dày công sắp đặt tất cả mọi thứ. Lối vào mật đạo đó không có ai biết, trừ Võ Sùng An và Võ Phu Nhân. Thực ra đó vốn không phải mật đạo gì hết, mà chỉ là một hầm băng mà đại công tử chuẩn bị để hiếu kính mẫu thân của mình. Không ngờ lòng hiếu thảo của cậu ấy lại có thể cứu mạng tất cả bọn ta. Ngươi không còn cơ hội nào nữa. Làm tức thả tôi Liên Y ra. Không thể nào. Ta đã mất mũi mũi rồi. Ta không thể nào mất luôn cô ấy. Liên Y vốn không hề yêu ngươi. Ta không quan tâm. Ta đã mất đi mũi mũi rồi. Tôi Liên Y nhất định phải là của ta. Ngươi một thả Liên Y ra. Ngươi không được qua đây. Ngươi thả cô ra. Hạ Lan Quân. Tránh ra. Kỳ Thế Vũ, ngươi không còn đường lui nữa rồi. Thả tôi cô nương ra. Không còn đường lui à? Võ Tam Tư, ngươi không chết bởi thuốc nổ thì kết cục của ngươi sẽ càng thảm hơn. Ngươi nói hàm hồ gì vậy? Ta không hề ăn nói hàm hồ. Võ đại nhân, trong lòng của ngươi biết rõ. Bảo bối trong thư phòng của ngươi, ta sẽ công bố cho tất cả thiên hạ. Ta nói cho ngươi biết, ta giữ lại nó chính là để đề phòng sau này có hậu quả. Cấm miệng. Lập tức thả ta đi đi. Lên. Rõ. Nè khoan đã, xin đừng bắn. Không được bắn. Không được bắn. Không được bắn. Hạ Lan Quân, buông ta ra. Võ đại nhân, ngươi muốn làm gì? Bùi Dân Thiên, ngươi cũng muốn giống Hạ Lan Quân ngăn cản ta sao? Ngươi muốn giống hắn sao? Võ Tam Tư, ngươi sợ ta sẽ công bố bí mật của ngươi nên giết người diệt khẩu à? Bắn. Hay là đại nhân? Người bệnh đâu? Bùi đại nhân nói là khoa gia đào tạm thời hãy đóng cửa, đợi ngày khỏe lại rồi hãy mở sau. Người nghe lời hắn hay nghe lời ta đi? Ở đây ai mới là chủ hả? Hay là đại nhân, cho dù mà khoa gia đào mở cửa cũng sẽ không có khách tới đâu. Tại sao chứ? Trong 3 tháng qua ngài đã kê sai đơn thuốc rất nhiều lần rồi. Chuẩn bị kiệu cho ta, ta phải vào cung. Nữ hoàng bệ hạ đã không muốn triệu kiến ngài rồi, ngài đã quên rồi sao? Ngài cứ nghỉ ngơi đi. Rượu đâu? Mang rượu tới đây. Đại nhân, ngài không thể tiếp tục uống rượu được nữa. Người lập tức cút ra ngoài. Đại nhân. Cút. Đại cút nhân đi. Hôm nay hắn sao rồi? Thưa vẫn vậy. Hôm qua đã uống cả đêm, sáng sớm đã tới đòi khám bệnh cho người ta. Ai dám tới mặt qua gia đào nữa chứ? Dù không có bệnh cũng bị ngài ấy khám ra bệnh. Hiện tại bản thân của hắn đã là người bệnh rồi, làm sao còn khám bệnh cho người khác được chứ? Chẳng trách mặt qua gia đầu phải đóng cửa. Ngài xem bộ dạng ngày ấy đó. Bùi đại nhân, ngài hãy khám bệnh cho ngày ấy đi. Tự bản thân hắn không muốn khỏe, ai cũng đành bó tay thôi. Rõ ràng là không muốn sống nữa. Không phải ta dặn dò ngươi không cho hắn uống rượu sao? Nô tài nghe theo lời ngài, với toàn bộ rượu đi. Nhưng ngài vẫn tìm ra được, đúng là kỳ lạ. Nếu cứ tiếp tục uống như vậy, hắn sẽ mất mạng đó. Mạch đập của hắn rất là yếu, là do thiếu chất dinh dưỡng. Hắn có ăn cơm đúng giờ không? Ngày nào nô tài cũng chuẩn bị cơm nước đầy đủ đặt ở trên bàn. Chỉ có điều là... Chỉ có điều thế nào? Chỉ có điều ngài ấy uống quá nhiều rượu, ăn vào lại cứ ói ra. Ngài ấy đang muốn chết, chúng ta chẳng giúp gì được. Hạ Lan Quân, tỉnh dậy. Ngươi tỉnh dậy cho ta. Nè. Ngươi làm gì vậy? Như vậy mới khiến ngươi tỉnh táo ra một chút. Ngươi có biết mặt qua gia đào bị đóng cửa rồi hay không? Nữ hoàng bệ hạ cũng thất vọng về ngươi. Ngươi định đấu với ta kiểu gì? Giờ ta có thể khiến ngươi mất tích mà thần không biết quỷ không hay. Chẳng có ai nói hoài tới ngươi đâu.
Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi nghĩ ta quan tâm ngươi sao? Trên thế gian này người ta hận nhất chính là ngươi. Ta không từ thủ đoạn, không tiếc cái giá phải trả để thắng ngươi. Đó chính là mục tiêu của ta. Ngươi chết cũng chẳng sao, nhưng mà hãy đem tất cả những phương thuốc bí truyền quan trọng của ngươi trao cho ta. Ngươi không hiểu sao? Vậy để ta nói rõ cho ngươi nghe. Ngươi chính là một thiên tài, ta thì không phải. Ta luôn cố gắng từng bước để được như ngày hôm nay. Phía trước luôn có một ngọn núi cao chờ ta leo lên. Nhưng mà khi ta quay lại nhìn thì ngọn núi đó lại có bộ dạng như thế này. Ngươi muốn ta phải nghĩ ra sao đây? Ta vẫn luôn cố gắng, nhưng mà hết lần này tới lần khác đều thất bại với ta ngươi. Ta không hiểu, người có thiên phú lại thông minh như ngươi, sao lại ra nông nổi này chứ? Thiên phú tài hoa phương thuốc, nếu như ngươi không cần thì hãy đưa cho ta, hãy đưa tất cả cho ta. Ta muốn là một đại phu giỏi nhất, phải hơn ngươi gấp 10, gấp 100 lần. Không còn điểm nương tựa, sẽ không còn giá trị nữa. Ta muốn ngươi sống để chính mắt nhìn thấy danh hiệu đệ nhất thiên hạ là của ta. Chỉ cần ngươi còn sống, ta mới có thể khiến ngươi tận mắt nhìn thấy. Ngươi muốn ra sao tùy ngươi, không liên quan tới ta. Tôi liên y chết rồi. Liên cấm miệng cho ta. Ngươi cho rằng không tìm thấy thi thể thì cô ấy vẫn còn sống sao? Thi thể của cô ấy có lẽ sớm đã bị giả thú ăn rồi. Cấm miệng. Ngươi vẫn như vậy, dáng vẻ luôn cho mình là đúng. Đừng làm ra vẻ mặt giả bộ đó nữa, ta thấy rất là muốn ói. Ngươi thì biết cái gì? Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Nếu như không phải tại ta thì Liên Y cũng sẽ không bị như vậy. Lúc người ta còn sống thì người lại không biết trân trọng, khi người ta chết rồi lại ở đây đau lòng thì có tác dụng gì? Bệ hạ có thư từ Vĩnh Châu. Hả? Được, được. Viên khánh sư sắp quay lại Lạc Dương rồi. Nhìn người đi, nghe nói viên khách sư quay về thì vui vẻ không ngừng. Hắn có điểm gì tốt chứ? To gan. Bệ hạ, địa vị của viên gia rất tôn kính, không được nói sằng bậy. Bệ hạ, sao đột nhiên người lại tức giận, dọa thần sợ chết đi được. Trẫm chỉ sợ người không hiểu chuyện, lại gây chuyện với thiên sư. Được rồi. Bệ hạ, hắn thật sự giỏi như vậy à? Đương nhiên. Người đứng đầu của viên gia chính là viên thiên canh, chính là thánh thượng trí tuệ hạ phàm. Wow. Suy nghĩ kỹ lại, ta có thể lên ngôi cũng có liên quan đến ông ấy đó. Bệ hạ và hắn có liên quan à? Nhớ năm đó Diên Thiên Canh khi gặp mẫu thân của ta liền kinh hãi nói rằng: con của phu nhân số quý tử. Năm đó mẫu thân ta còn cho rằng đó là hai vị huynh trưởng, liền sai nô tài đưa họ đến coi tướng. Nhưng Diên Thiên Canh vừa gặp bọn họ đã nói rằng bọn họ chỉ có thể làm quan tam phẩm, chỉ có thể bảo vệ gia đình, không được cao quý. Hai vị võ đại nhân đều nhận chức thứ sử ở bên ngoài, thật sự đúng như vậy? Đúng vậy. Hai người bọn họ cùng trẫm không phải cùng mẫu thân sinh ra. Hơn nữa đối với mẫu thân của trẫm lại thiếu tôn trọng, nên trẫm cho bọn họ ra ngoài, họ đều chết trên đường nhậm chức. Diên Thiên Canh nói một câu cũng không sai. Vậy sau đó thì sao? Mẫu thân trẫm sau khi nghe Diên Thiên Canh nói thì lại cho gọi tỷ tỷ của trẫm đến, Hàn Quốc phu nhân. Nhưng khi ông ấy gặp tỷ tỷ của trẫm thì lại nói là cao quý nhưng lại khắc phu. Cao quý nhưng lại khắc phu? Lẽ nào là tỷ tỷ của trẫm được gả cho Hạ Lan Diễn Thạch lúc còn trẻ đã làm quá phụ? Một câu cũng không sai. Tiên đoán chuẩn như vậy à? Cuối cùng mẫu thân trẫm không còn cách nào khác, liền ôm trẫm vẫn còn cuốn trong tả lót đến gặp ông ta. Phu nhân, có phải trong phủ vẫn còn một đứa bé ta vẫn chưa gặp có phải không? Quả nhiên tiên sinh dự liệu như thật. Đi ôm tiểu công tử lại đi. Dạ thưa phu nhân.